Chui. Nữa kìa, dính nữa kìa. Trời. Ôi. Cá giò. Cá giò không hả? Ừ. Ồ, một người phụ nữ mà ngồi câu cá này, cô bác với anh chị thấy. Bà ba là năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? 74 tuổi rồi. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Và trên cái đoạn đường này là đoạn đường vô nhà của anh Sang đó cô bác quý anh chị. Và đây là một cái trục lộ chính nè. Và trong những cái video clip trước của kênh Miền Sông Nước Channel thì Sáng có quay về những cái clip câu cá, thì có gặp được một bà cụ câu cá mà để đổi gạo đó cô bác quý anh chị. Đó là bà ba này nè. Thì hôm nay thì trong cái đoạn clip đó Bùi Hồ thấy cũng khá là xúc động về cái hoàn cảnh của bà, khi hàng ngày bà phải đi câu cá để mà đổi gạo ăn cơm đó. Và hôm nay thì có tìm kiếm gặp được bà ở đây. Ôi nhiều cá ghê bà. Ô cá này là cá tra hả? Dạ bà ba hả? Ô sáng giờ bà ba câu lâu chưa? Câu cũng hơi lâu lâu rồi. Bà ba cho con cạn này vô cái. Rồi câu đi bà, câu đi không sao hết. Bà câu cũng lâu rồi hả? Câu nó giờ cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Trời ơi cá nhiều ghê ha. Con nào con nấy bự bự không á? Giờ nước đứng là nó ít ăn nè, chứ nước gà nước chảy là nước lớn, nước rồng là nó ăn về nước. Con cá này là con cá sát không bà ba? Cá giò. Cá giò không hả? Ừ. Ồ, một người phụ nữ mà ngồi câu cá này cô bác với anh chị thấy. Bà ba là năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? 74 tuổi rồi. Dạ, bà ba đang sống với ai? Sống với Dượng ba, mà Dượng ba bệnh rồi bà ổng bị tai biến rồi ổng không có bằng gì ở nhà, con nhà cửa không. Là ông ba là bao nhiêu rồi bà ba? Ông ba cũng 75 rồi. 74-75 tuổi hả? Ừ. Rồi bà ba với ông ba có mấy người con? Có hai người con, có vợ, có chồng tư riêng hết rồi. Hai người con gái hay sao bà ba? Đứa con gái, đứa con trai. Dạ. Mồi này là mồi gì bà ba hả? Này thức ăn. Thức ăn bà ba làm ha? Ừ, thức ăn làm mà đang không có vô. Bà ba là làm nghề câu cá này là bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm trời rồi. Ồ, câu cá này không luôn hả? Câu cá rồi tới mùa đi mốt lúa. Mốt lúa rồi ai kêu mận gì, hồi lúc còn khỏe ra ai kêu mận gì thì mận mấy. Dạ. Rồi lúc trước là ba đi soi cá, đi soi bằng đêm dưới sông đó. Dạ, soi cá luôn. Đi soi cũng mấy chục năm mà, cũng 20 năm mà. Ồ, bà sao ba soi bằng gì? Chĩa. Chĩa đâm hả bà ba? Ừ. Tính ra bà ba sát cá ghê chứ. Bà ba đi bằng đêm, đi cho ăn đêm vậy 20-30 ký, mười mấy ký. Bà ba gọi đèn nó bà ba đâm á hả? Ừ, nó nổi vô mé ra đâm. Dạ. Cá này ngày sáng giờ bà ba câu cũng gần 2 ký hả? 2 ký có hơn. 2 ký hơn. Cá này là bán bao nhiêu ký bà ba? Bao nhiêu tiền một ký? Cá này bán mười mấy ngàn ký. Bà ba bán cho ai? Thì qua ra chợ, gì chợ bán còn ông ấy thì bà ba mừng khô rồi bà bán. Bạn hàng hả? Ừ. Còn không sẽ khô đó rồi bán khô cho người ta. Mỗi ngày bà ba câu bao nhiêu cử? Cái câu tới 1-2 giờ bà ba về nghỉ rồi. Chiều nghỉ bà ba nghỉ đi câu nữa. Ừ, rồi sáng bữa sau đi câu tiếp. Dạ. Nãy giờ con chưa thấy dính con nào hết à? Nước đứng này nó không ăn nè. Dạ. Nước rồng á, nước chảy mà nó ăn. Mỗi một ngày như thế thì thu nhập từ tiền câu cá của bà ba là được bao nhiêu tiền? 40-50 mà bà 50-60 cũng chừng vậy, chứ nhiều chứ ít. Cứ việc cứ mua gạo đổ vô đó ăn chứ giờ lấy gì. Già rồi đâu mần mướn được nữa. Không làm mướn được nữa. Thì... Mà ngày xưa giờ bà đi câu cá thôi chứ đâu có làm mướn hả? Lúc bà làm mướn là lung tung hết à. Con bà có thường cho tiền bà không bà ba? Trời ơi nó nghèo cũng chết luôn. Có còn nó thằng trai thì nó có đứa con bị tật nguyền nữa, đâu có đi đứng gì được đâu. Nội lo cho nhỏ nó không cũng muốn khùng rồi, đi bằng mướn nữa. Còn nhỏ con gái có chồng thì về bên chồng nó rồi, đâu có về bên đây, ít có về lắm. Hai người con gái hả? Một đứa người gái thằng trai. Dạ. Ông ba là trước đây làm cái công việc gì? Trước đây ông ba cũng đi hồi trước rồi về với bà với ông ba đi bộ đội.
đi bà bộ đội rồi mới về nghỉ hưu, về nghỉ hưu mới về nhà. Về nhà mà đi mượn mướn thuê sống, ổng cũng mượn mướn rồi giờ ổng bệnh rồi ổng có mần được nữa. Về nhà lặt vặt trong nhà không. Bà ba quay lại cho mọi người cô bác coi mặt á, đẹp dữ không? Đẹp không? Dạ. Sao không chết? Sao không chết? Là mỗi ngày là khoảng 40-50 ngàn hả bà ba? Ngày nào cũng vậy luôn. Có bữa thì được 60-70, còn bữa thì 40-50, khi 20-30 cũng chừng con ơi. Nhưng mà ngày nào cũng có thu nhập ha? Ngày nào cũng có kiếm ăn vậy đó, kiếm gạo, rồi mua gạo, rồi mua đồ mà mắm dầu lửa, nước màu, đồ trong nhà vậy đó. Vậy là ngày nào bà cũng phải đi làm rồi, nếu như mà không có đi làm thì ngày đó coi như là đói hả? Ngày đó không có tiền đó. Rồi gạo hàng ngày là bà ba người ta cho gạo bà ba hay sao? Hay bà ba mua? Bà ba ba bằng và ba mua với người ta cho. Ồ ồ. Chú. Ồ, bà ba đúng là sát cá thiệt luôn á. Vừa nói chuyện vừa câu đâu có bỏ lỡ đâu, bà ba cứ câu thoải mái đi. Con cá gô đó ngon ghê á. Cá gô hồi này là ốm á. Hồi nãy có người giật cá gô bệnh kia vậy nè. Đâu đâu bà lấy con coi dưới này coi. Văng xuống hả vậy? Nó ở dưới xíu con bà Tám hồi nãy bà giật đây 10-20 con bà đi đâu không á. Dạ. Con cá nó vui dữ không bà ha? Thì tối ngày cứ mặn gì giờ ra bờ đồng câu cá cho nó vui cho bộ đợi quên đi công chuyện vậy. Đang mần mướn kiếm tiền, mần kiếm tiền sống vậy. Chứ mày nằm nhà suy nghĩ về già mày mà không mần gì được rồi lấy đâu mày sống, phải đi bư đi quạo. Nhưng mà câu cá này phải bền chí mới được chứ đâu phải là bền mới câu được chứ không bền câu không được. Dạ. Nản cái là bắt đầu không có câu, không có thấy cá không ăn cái nản cái đi rồi là không có câu được. Dạ. Nhưng mà cái người sát cá biết chỗ nào nó có cá nữa chứ đâu phải là muốn câu chỗ nào là câu. Làm sao mà mình biết nó có cá bà ba? Thì tự mình thị tỉ mấy cái bịch vậy nè. Không ai dạch thì con lại con dạch xuống con câu. Là có cá mà ở dưới á, bị không động đó. Dạ. Bà ba thích cái nghề này không? Rồi bà ba từ nhỏ lớn, năm 60-78 á. Người ta đi Minh Hải đồ này kia mà đều đổ gạo đổ lúa chứ bà ba đi câu bà ba ăn gạo không á. Vậy là câu này là nghề nghiệp luôn rồi. Ừ. Câu tới 8-9 giờ bà ba đổ được chục lít gạo ăn rồi đó. Rồi là... đầu đó câu tới chiều là bà bán mua đường, bột ngọt, nước mắm, nước màu về nhà. Ngày nào cũng như ngày nấy vậy đó. Nhưng mà cái nghề này nó nhàn nè, nó đỡ cực hơn là mấy nghề khác ha. Ừ. Nở gà dính nữa kìa. Cho. Ôi. Vui quá. Bà ba bán thùng cá này cho con được không? Tặng được. Con ơi, tặng đi. Tặng con cũng được, có gì đâu. Tặng không? Tặng chiều câu khác. Ừ, tặng. Rồi lấy bà có kiếm bọc đi bà tặng cho. Hứa thiệt không? Thiệt. Bà ba hứa bà, mà. Bà nói dốc con rồi sao? Không có dốc đâu. Bà ba nói thiệt á. Kiếm bọc đi bà tặng cho. Dạ. Cá này làm gì ăn ngon? Cá này gì nó cũng chua. Ồ. Nó chua muối khô hoặc là muối chiên là hết sảy ha. Muối chiên, muối xả ớt chiên. Lấy cái bọc đi bà ba. Ông tặng là năm cho. Nay là bị tai biến là bao nhiêu năm rồi bà ba? Bà ông ba tại bị tai biến nay cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Dưới lớp bị xe đụng nữa. Ôi. Bà ba cũng bị xe đụng gãy sườn nè. Trời ơi. Rồi có giờ đâu có đi mừng mà nặng được đâu, đi câu vậy đó đâu mà nặng được đâu. Ủa bà đi câu cá mà cũng bị xe đụng nữa. Ở là có lúc bà ba đi chợ bà ba mua tép á. Dạ. Rồi đi ngang qua lộ đó rồi xe nó chạy nó chạy mà kêu bằng nghịch đường rồi nó đụng mang rồi nó bỏ luôn á. Nó không có cho được không đồng có đền bạc. Bù vậy đó ha. Không có đền bù, không có đồng bạc nào, thuốc men hết. Đã khổ mà còn gặp cái eo nữa. Ừ. Ở đây là cái chai nước bà ba uống hả vậy? Chai nước uống ạ. À. Ừ, sao mà con thấy nó dơ quần ngoài quá vậy? Tại vì ba bỏ ba cái thức ăn nằm vòng vòng đó rồi nó rồi bị tanh không? Không có tanh. Bị ba thức ăn này nó đâu có tanh đâu. Cái này kêu làm để sống nè. Bà ba thấy vui không bà ba? Vui chứ. Có những lúc giật cá bự có thấy ham lắm. Dạ. Thấy vui lắm ha. Ừ. Vậy ở nhà không đi câu buồn mày ơi. Đi ra đồng câu vậy mà vui, ở nhà buồn. Nhưng mà con nghĩ là bà 70 mấy tuổi mà đi câu là bà khỏe chứ. Bà lúc nào bệnh tiểu đường nữa. Dạ. Đủ thứ chứ. Rồi những lúc bệnh hoạn sao bà?
Bệnh thì nằm nhà chứ sao vậy? À, tiền đâu mua thuốc uống? Thì mà mua bảo hiểm nhà nước đó, rồi thành ra vô qua nhà nước lãnh thuốc uống. Sao bà ba đo được cái mực nước mà bà ba đẩy cái phao lên vậy? Câu cái quen hả? Chứ đâu biết mực nước dưới bao lâu đâu, bao sâu đâu. Đâu biết mặt nước bao lâu rồi, bao nhiêu đâu. Mình đều câu ghiếc quen rồi, đợi cái mức phao của mình để tới đâu rồi. Cá ăn rồi mình biết. Câu ghiếc rồi kinh nghiệm. Còn không biết câu là không có để câu được. Bà câu là từ 10 giờ cho đến là 1 giờ chiều hả? Ừ. Là khoảng 4 tiếng đồng hồ, là khoảng bán khoảng bố được 4-5 ký cá. Ừ. Con chắc 4 tiếng đồng hồ chắc đựng con cá quá. Không biết được con không nữa. Ồ, nó đang ăn đó bà? Chưa. Ăn nó lâu dễ biết lắm. Cô bác anh chị thấy ở đây toàn là lục bình không à? Ừ. Nó lo chưa? Nó lâu rồi mà nó ghẻ lâu lâu rồi chứ chưa nuốt. Ồ, bà biết nó ghẻ luôn ha. Ừ. Nó chị... nuốt rồi nó lâu chìm phao luôn rồi. Dạ. Cô bác anh chị thấy con cá đang ăn không? Ngồi 4 tiếng đồng hồ là dưới một cái trời nắng vào mùa hè như thế này. Nắng ở miền Tây bây giờ khoảng chừng 34-35 độ C. Ngồi chắc cũng tê chân á. Mà phải câu từng con cá như thế lên để bán để đổi lấy gạo của bà ba ha. Dạ. Rồi tiền thuốc là bệnh viện, tiền thuốc không biết sao luôn. Câu hết con cá này hai bà cháu mình đi về nhà bà ba. Về nhà bà hả? Dạ. Ừ. Đi không? Đi. Nhà bà ở gần đây không bà ba? Ở ngoài khu dân cư quá. Khu dân cư nào? Khu dân cư đây chạy ra đụng hả? Dạ. Ông ba ở nhà hả? Ông ba ở nhà. Bà Tám ở đâu không? Còn bà Tám bà còn khổ nữa kìa. Bà Tám là bạn của bà hả? Thì bà về ở sớm á. Dạ. Là bạn câu cá luôn. Đi qua đi câu luôn. Để bà điện bà coi bà đâu rồi. Thôi chút đi, mai mốt còn gặp bà Tám sao? Bữa nào bà cũng đi câu với tao vậy nè. Bạn bè đi ha. Đi ra ngay nhà luôn á, nhà tao, nhà bà kế bên á. Ờ, bây giờ sẵn chuyến ở đây con lại bà nhà bà trước đi, mai mốt con lại nhà bà Tám sao ha. Ừ. Chẳng khác nào bà với bà Tám, bà nói bà với bà Tám chẳng khác nào là bá nha với Tử Kỳ rồi. Bà ba biết bá nha không? Bá nha Tử Kỳ không? Mấy kỳ nào? Biết bá nha Tử Kỳ ngày xưa hai người bạn thân nhau á. À, câu chuyện đó hả? À, dạ. Giống không? Biết rồi. Biết chưa? Biết rồi. Ủa ăn hả? Lôi hả? Chưa nuốt. Ờ, lát anh quay về nhà luôn. Lát quay về nhà luôn. Rồi đóng tiêu ba phải không? Thì nhà nước cho chứ mà ba cũng không có nhà. Nào ngay vậy. Nhà nước cho bà hả? Ừ. À. Còn hai ông bà già ở nhà cũng buồn ha. Rồi bà đi vậy rồi ông bị tai biến rồi ai cho ông ăn cơm? Đâu có ông bị tai biến nhưng mà biến nhẹ, còn đi tới lui được, bằng lặt vặt trong nhà vậy đó. Dạ. Coi như có nhà cửa, khi bà đi ở nhà ông nấu cơm thì bà về bà ăn. Dạ. Đều có đi xa không được, bằng nặng không được. Người ta nói mấy người mà nặng bóng vía là câu không có. Ăn thua xác cá à con ơi. Cô bảo anh chị thấy mà, một xô cá luôn nè. Là bà ba giờ này chưa có về đâu ha. Nên là nữ là mình kêu bà ba về giờ này luôn á. Kệ nó ăn cả. Thấy rồi, hộp lắc luôn. Chật lắc luôn. Câu con nữa hay vậy ha? Ừ, câu con nữa đi về. Những lúc câu cá như thế này vui nhất là khi nào bà ba? Dính cá bự hay sao? Dính cá bự với dính nhiều á, ăn nó để xuống giật lên, để xuống giật lên á. Dạ. Quên đi cái thời gian luôn ha. Quên thời gian. Câu cái quên thời gian luôn. Bà ba lớn tuổi như thế này bà ba có ước muốn gì không? Muốn gì? Bà có ước muốn gì cho mình không? Dạ không muốn gì. Việc muốn sống sao mà có cuộc sống bình thường thôi. Chứ bà ba có ước ao cái gì vậy?
Không cần ước ao luôn ha. Giờ ước ao cũng không có. Bà nói thử bà ước con coi cho con nghe gì coi. Ước sao, nhà có tiền có bạc hay sống vậy thôi chứ coi. Giờ biết ước gì vậy con? Nhưng mà ước nhiều tiền hay sao? Bà ước nhiều tiền hay sao? Bà cũng không biết ước sao giờ bà nói nữa. Nếu nó ước nhiều tiền quá thì không lẽ con cháu nói bà tham phải dạ, không? Dạ. Còn nếu cô bác thương thì cho được nhiêu thì hay nhiêu vậy thôi chứ còn đâu có dám ước ao gì vậy. Dạ. Bà ba ước làm sao mà ba chỉ hết cái tiểu đường được rồi. Tiểu đường nó bệnh nó làm cho bà nhức ha. Nhức dữ lắm rồi, khi đường nó lên cao cái mệt mỏi. Nãy giờ nó dính con cá nữa, con cá nó không dám ăn luôn. Nó ăn nó chứ, ăn mà nó lâu không mày thấy không? Thiệt tình là số con xui thiệt luôn bà. Bà ba thấy con lại xui không? Ta thấy cũng chưa xui. Dạ? Tại vì nước đang đứng mà đâu có phải như nước rồng đâu, nước rồng nó ăn mày thấy. Rồi giật nước đó mày đứng mày la không ạ. Nước rồng là nhiều lắm hả? Nước rồng đó nó chảy đó, con nước nó chảy rồi cá nó đánh hơi mộng. Nó đi theo ăn ha. Ừ nó theo nó ăn. Bây giờ nước rồng nó ngủ rồi. Giờ nước đứng đó, nó đâu có chảy đều đâu có hơi mồi đâu được, nó nghe nó ăn. Dạ. Hơn mấy chục năm làm nghề săn bắt cá. Nó ăn rồi, mất tiêu rồi. Nó lâu rồi đó chứ chưa. Chưa có nước. Cá ơi ăn con đi. Giật cái con khè cho nó thấy. Dạ. Giật cái con khè lên cho mày thấy mày la làng á. Đang cầm máy quay á, cô bác của anh chị gắn đợi nha. Ăn ơi. Thôi, chắc nói chuyện ngoài nó không ăn được đâu. Sảy nữa rồi nè, mày cứ không ăn được đâu quay. Dạ. Sảy nữa rồi. Sảy nữa rồi hả? Ừ. Còn câu mà hai cục mồi nữa đây, quy định hai cục mồi nữa không có là hai bà cháu mình về luôn nha. Ừ. Tôi cho bà hai cục nữa đó. Cho hai cục nữa đó anh. Dạ. Mến hầm lắm. Bà ba ca cổ gì được không bà ba? Không, bà ba không biết ca. Thiệt không? Bà có nói dốc không? Thiệt. Câu cá mà ngồi thì bà cũng ca cho vui. Ôi trời ơi, ca đâu trời ơi, đâu cho ca cho nó mệt cho mẹ ôm. Đã nắng mệt rồi ca nữa, cái mệt luôn. Đợi mỗi mòn luôn, không có dính con cá nữa. Tại mày quy định. Mày không quy định nó đâu có ai đâu. Ờ cái nghề này người ta gọi là cái nghề bà cậu mình mà nói dính con đó là về là nó không dính không? Ừ. Phải không bà? Ừ. Ngộ ta. Rồi. Ô dính cá khủng luôn nè. Ghê rồi, đỡ không? Rồi về được ha. Muốn về về. Không về tao câu nữa gắn chịu. Bà ba bà giật liệt tay luôn á. Hơn mấy chục năm làm nghề câu cá mà. Nghề nghiệp là đây nè. Rồi thôi về bà ba ơi. Bỏ cá vô về. Rồi về. Mình hứa rồi, mình hứa là mình hơi uy tín thôi ha. Ừ. Ôi con cá bự ghê ha. Đâu mà nói cá bự nhất đâu bà ba. Cho con coi với. Đâu dẫn cá tra bự lên con coi bà ba. À. Này cũng bự không nhiêu. Đâu. Dẫn cá bự lên cho con coi. Cá...
bà câu dưới sông mà con tưởng đâu là bà bắt trong ao không chứ. Nó bự như con cỡ cỡ vậy. Trời ơi ơi ha. Mấy con nói giật là liệt tay luôn á. Thôi về thôi ha. Rồi đây bây giờ Bùi Hồ với lại bà ba sẽ về lại cái ngôi nhà của bà thôi. Nơi bà mà ông ba hiện nay vẫn đang ở nhà. Chờ bà ba đi câu cá về. Và lại thăm nhà bà coi hoàn cảnh của bà như thế nào. Ha. Chào mọi người nha. Bà ba. Chào. Bây giờ thì tới từ nhà bà ba nè cô bác quý anh chị. Và đây là một cái căn nhà tình nghĩa. À. Dạ con chào ông. Dạ. Ông ba với bà ba đây à. Ô cái giường kìa. Giường cũ hết hả ông ba? Cũ nó xế hơn hết rồi. Dạ. Người ta cho không ấy, đồ nhà bà ba là người ta tặng không à. Con cháu ở sớm nó thấy người tặng cho vậy đó. Cho bà hết luôn hả? Ờ, như tủ rồi đó, là như tí đó, tao cũng cho luôn đó. Chứ bà ba không có tiền mua. Mua chai chai cho không á? Mấy đứa mua chai chai nó thấy vậy rồi nó tặng cho. Chỗ ngủ nè. Dạ, cái này là bàn thờ. Rễ. Rễ mất hơn. Nhà sau nè, mà thấy dột hết trơn nè. Nó cũng có nhà, có cửa, sống mình vợ không đó. Ôi tối quá, bà ba bật đèn lên cho con với. Đây. Ừ, lúc đó không có, lúc này thì không có ai. Lúc bóng à? Rồi. Ở nhà ngang đây rồi, cái nhà bếp bên sau này hả? Ừ, nhà bếp sau nè mà dột hết trơn con ơi. Trời ơi. Mưa dột hết trơn mà chưa mà nổi. Chưa có đây đâu, tràn cái tay. Ô tràn chỗ này hả? Nền đất hả? Ừ, nền đất. Chưa có đổ nổi. Mấy cây này nó một. Chưa mà nổi. Ủa cái nhà vệ sinh của bà kìa. Nhà vệ sinh bên đó. Này là bà đi câu bà hái về luôn hả bà ba? Này ta mới cho nữa. Đó cho. Bếp nấu bếp củi hả bà ba? Bếp củi luôn à. Dạ. Nói chung cái này nó dột nát rồi. Ôi ôi. Nấu hai ông bà không có nấu bếp ga sợ nổ hay là không có tiền mua bếp ga? Không nổi, không có tiền đâu mà nổi. Dạ. Này rồi phải lực lót nền lên êm hơn. Nhà vệ sinh nè. Này nói chung là cái này là người ta xây, ông xây không có tiền xây gian dở hay sao ông ba? À, gian dở của con nó về nó làm nó không có tiền thợ nữa. Dạ. Xây tạm đã không có đèn cửa néo rồi tùm lum đó. Cái nền này là nhà nước cấp ha? Nhà nước cho đó. Dạ. Sao ông ba không lúc trước không đục cái này thẳng ra luôn mà để xây ngang gì? Để xây ngang chỗ đó đó. Dạ. Xây ngang chỗ đó. Ôi thấy mày bị siêu dẹo à? Siêu rồi. Thôi về. Gió tóc mái trên lột ở đó tóc siêu đó. Tôn trên này nè cô bác với anh chị. À, mua lại giọt ở trên đó. Giọt không ba? Mua cả như giọt trong chỗ ngủ luôn, ngủ ngay đâu ngủ luôn đó. Dột rồi ngủ ở đâu? Bà ngủ đây thì tôi ngủ trước. Dạ. Ông ba năm nay nhiêu rồi con quên ông tiêu. 73 tuổi. 74 rồi. 75 rồi. Ông ba với bà ba ngồi đây đi. Ông ba ngồi đây đi, con ngồi trên giường nè. Cái giường này là ông ba ngủ hả? Ngủ. Ông ba bà ba ở nhà này rồi còn con cha con cái có ở đây không? Con cái không có, đi mà hết rồi. Không có nào ai nhà đứa nào nhà có hai ông chồng già. Có tôi lỗi. Ông ba ta biến nhẹ hả? Hết lâu chưa? Còn ai cũng đỡ, ổng cái hai cái giò yếu, ổng đi khi sụm sụm. Trước đây ông ba làm nghề gì? Thì trước đây gì mà ông ba bà ba đi bộ đội sao về cũng đi mượn mướn mượn thuê sống vậy đó. Làm thuê làm mướn ngày hả? Ừ. Lụm da chai rồi sống. Dạ. Tới mùa lúa rồi. Lụm mũ rồi. Không rồi chết một lần à. Yếu giò luôn. Dạ. Tại biến á. Dạ. Không có xe cứu cứu rồi tiêu mạng rồi. Cũng đỡ ha. À. Bà ba đi lượm mũ thường xuyên á. Dạ. Tới mùa lúa thì bà đi mót thì tôi chở về nhà ngồi đạp. Dạ. Không thấy được. Hai ông bà tự sinh sống luôn ha. Tự mưu sinh luôn. Cái gì ráng vượt lên tới đâu hay tới đó thôi. Nhà cửa thì vậy. Ông ba năm nay là 70 74 rồi. 74. Bằng bà ba luôn hả? 74 tuổi, 75 tuổi, ông 75. Bà ba 75, bà 74. Như nhà con mới biết thấy bà ba đi câu cá đi. Tội quá ha. Bây giờ đâu có tiền sống. Dạ. Vậy nước đá cho cháu uống đi. Không, con không uống đâu. Thôi con ghé thăm ông ba với bà ba biết được cái hoàn cảnh như vậy thì nói chung là khổ thật á. Nhưng mà chị mong sao là lợp lại cái mái nhà với lại cái phần cái nhà bếp á.
nâng lên. Nắng này nó đỡ cho mùa thôi lĩnh bỉnh luôn, tắt nước luôn. Tắt nước mà sao nhà bếp hả? À, tắt luôn. Mưa là tràn vô nhà bếp tắt luôn. Nó luôn, nó ngập luôn, chịu không nổi. Đó nâng lên ha. Phải nâng lên. Nâng lên, giờ nâng lên không tiền, không có. Nâng lên là không tiền, không bạc hết trơn cô. Gõ không nằm đêm luôn mà. Mót để đó ăn. Thôi hôm nay đến đây con biết bà ba là qua bà ba câu cá ở cái nghe em gỗ con thấy hả? Con hôm nay con đến đây quay để cho cô bác với anh chị có hỗ trợ được phần nào hỗ trợ. Thì trước mắt thì đến đây con thay mặt cho anh được ở Hồng Ngự á. Gửi cho ông ba bà ba 1 triệu đồng để mua gạo ha, xây sở cuộc sống hàng ngày nha. Đây con gửi cho ông ba bà ba nè. Ông ba bà ba cảm ơn con. Dạ. Rồi, thôi Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn anh Được đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ nha. Rồi con chúc ông ba bà ba sức khỏe, con đi về nha. Dạ. Ba gái này.